Cảm ơn quý vị. Chúng ta vừa nghe là solo đàn bầu, trận đấu đàn bầu. Bây giờ thì sang đến hải ngoại thì chúng tôi lại có thêm cái đàn bầu nữa, và là đàn bầu trầm. Thế và quý vị sẽ nghe hòa cái song tấu của cái đàn bầu và cái đàn bầu trầm với một cái bản nhạc cũng rất là quen thuộc, tức là làm tôi có cái đa cao kít tầm mê, như là cái bài hát rất là quen thuộc. Mẹ mày vất vả chân tay tôi.
tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập mà như trời đổ mưa. Đó là cái giọng thơ con của đồng bằng miền Bắc. Và chúng ta thấy là được hát qua lại thơ nữa, tức là bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Du. Chúng ta còn nhớ là bốn câu thơ mà khi mà Nguyễn Du tả cái tiếng đàn của nàng Kiều, Kiều đàn cho Kim Trọng nghe đó, thì tiếng đàn nó hay như thế này: trong như tiếng hạt đang qua, đục như nước suối mới xa nửa vời, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Vừa rồi bạn Du Con, cái lời Du Con cũng hát những cái lời đó. Và bây giờ quý vị nghe một chút cái nhạc chèo miền Bắc cũng trên cái lời. Now we go to the Vietnamese pagoda to listen to the monk who is chanting prayers. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Trong như tiếng hạc bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Và chúng ta nghe một chút cái một cái bài
bài nổi tiếng nhất mà chúng ta đều biết, đó là bài ca vọng cổ. Nhưng mà không có thời giờ, Hàn Chi xin được hát một cái câu đồ vọng cổ. Một cái bài đó, bài ca đi vào tâm hồn của người dân Việt Nam chúng ta. Và cũng bằng 4, không phải bây giờ là 8 câu thơ của nhà thơ Nguyễn Du, như là tôi đã nói lúc đầu, thêm 2 câu nữa. Kết thúc cái phần
giới thiệu cái đàn bầu. Thậm chí muốn quý vị enjoy với chúng tôi một cái bản nhạc gọi là Múa Tràm. Chúng ta biết là trong 54 sắc dân thiểu số của Việt Nam thì dân tộc Tràm cũng là dân tộc có một cái nền văn hóa rất là đặc sắc. Không những về các cái mặt kiến trúc hội họa mà kể cả về âm nhạc, cổ truyền. Sau đây chúng tôi muốn trình bày một cái bài có tên là Múa Tràm, Tràm Dance, và quý vị có thể giúp chúng tôi búng tay theo hoặc là vỗ tay theo giống như là Ngọc Bình làm. Và bây giờ là bản nhạc Tràm Dance. Next song you will play for you on the Danbo is called Tràm Dance. And in this song we like to juggle this just by slap your hand and then clap.